phạt. Các bạn thân mến, đó chính là Phạm Hải Yến, cô gái vàng của bóng đá Việt Nam, người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận chung kết SEA Games 2019 trước đại kình địch Thái Lan và giúp cho đội tuyển của chúng ta có được chiếc huy chương vàng quý giá. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với Phương Nam Show của bóng đá TV. Lúc này thì tôi đang có mặt tại Nghiêm Xá, Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội và ngồi trên chính sân vận động nơi mà cô bé Phạm Hải Yến đã có những trận đấu đầu tiên. Và đương nhiên rồi, khách mời của chúng ta ngày hôm nay là Phạm Hải Yến. Cảm ơn Yến đã tham gia với chương trình Phương Nam Show ngày hôm nay. Anh khi xem lại những cái hình ảnh vừa rồi, thực sự là rất là cảm xúc. Có bàn thắng của em, có những giọt nước mắt của em, có những cái nụ cười của em và đồng đội, rất cảm xúc. Còn với Yến, khi Yến nghĩ về những hình ảnh đó thì cảm xúc của Yến như thế nào? Thực sự là cái khi mà em thi đấu SEA Games năm 2019 nó cũng như là một cái đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của em ấy. Nó đánh dấu là khi mà em lần đầu tiên được thi đấu mà có nhiều khán giả đến cổ viên như vậy, và cũng là em lại là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu để có thể mang lại huy chương vàng về Việt Nam. Đó là những cảm xúc rất là tuyệt vời đúng không? Vậy thì quay trở lại cái thời điểm đó, khi mà em ngồi và theo dõi các bạn thi đấu ở trong thời gian thi đấu của hiệp 1 và một phần của hiệp 2, lúc đó em đã nghĩ gì? Trong cái thời gian mà em ngồi dừng ở ngoài để nhìn mọi người thi đấu thì bác huấn luyện viên Malik Chung cũng nhắc bọn em là nên tập trung vào trận đấu. Vậy em cũng không suy nghĩ quá nhiều mà chỉ nghĩ là nếu mà mình có cơ hội vào sân thì mình cũng sẽ cố gắng thi đấu thể hiện tốt nhất, tập trung vào những tình huống hậu vệ đối phương. Với em là một tiền đạo thì em chỉ xem người ta tốt mạnh ở điểm nào và yếu ở điểm nào để nếu có cơ hội vào sân có thể phát huy hết khả năng của mình. Vậy thì cái suy nghĩ của em khi mà bác Trung gọi em ra khởi động, em đã nghĩ gì? Khi mà bác Trung có chỉ đạo em ra khởi động để chuẩn bị thay người vào sân thì lúc đấy em không nghĩ được gì nhiều, chỉ là mình gắng khởi động tích cực để có thể vào sân phát huy được khả năng của mình, không làm ảnh hưởng đến đồng đội, có thể làm sao thi đấu tốt nhất phục vụ cho đội. Cái bước chạy đầu tiên khi bước chân vào trận chung kết này em cảm giác thế nào? Khi lúc đầu tiên vào sân cảm thấy cũng có một chút tự nhiên em cảm thấy tâm lý vì mình đang ở ngoài mà vào sân mà trong cái trận đấu nó lại căng thẳng như thế, em chỉ sợ là mình vào mà không kịp bắt nhịp cái trận đấu thì lại ảnh hưởng đến đồng đội. Khi vào trận đấu rồi thì mọi người cũng biết là vận động viên mà mới vào sân thì hay bị sốc vì không theo được nhịp của trận đấu, thì các chị cũng như là mọi người ở ngoài cũng hô hào động viên là để em thoải mái tinh thần và có thể phối hợp với đồng đội nhịp nhàng cũng như là theo kịp cái tiến độ của trận đấu một cách tốt nhất. Và sau đấy thì em cũng dần dần hòa nhập với mọi người, cũng không quá mất nhiều thời gian nhiều. Nhưng hình như là trước đó thì mình cũng không có cơ hội nào thực sự rõ rệt đúng không, cho đến lúc mà quả phạt của Tuyết Dung. Trong trận đấu thì tính chất của trận chung kết vì vậy hai đội đá cũng khá là về trình cũng không dám công quá nhiều, cũng mà còn phải thủ chắc chắn, vậy hai đội giằng co nhau ở tuyến giữa là nhiều hơn. Khi mà có cơ hội thì cũng chỉ có một vài vị trí tấn công là mạnh dạn lên cao thôi. Thì khi mà chị Dung bị phạm lỗi ở ngay đầu hiệp phụ thì bọn em cũng cố gắng làm sao dồn lực lượng lên để có thể chiếm lợi thế đối với đối phương. Khi mà có những cái cơ hội như thế mà nếu mà không thành công thì bọn em cũng sẽ về thật nhanh để phòng thủ. Cũng rất là may mắn là khi mà bọn em tập trung dồn lực lượng lên để tấn công thì cũng có kết quả tốt, đã giành được bàn thắng. Tâm lý của bọn em cũng thoải mái hơn nhiều, không bị căng cứng, nhưng cũng rất là tập trung làm sao để không bị thua lại. Nhưng cái bàn thắng đó, cái tình huống phối hợp đó, nó có phải là một cái tình huống mà bọn em tập đi tập lại hay nó đến một cách tình cờ?
Sự là bàn thắng đấy cũng có phần là bọn em có tập, mặc dù góc độ phạt khi bọn em tập thì cũng không phải là góc độ khi Dung bị phạm lỗi, nhưng mà bọn em cũng có phối hợp với nhau là nếu mà có những quả phạt mà không thể đá thẳng gôn thì mọi người cũng, bác Mai Đức Chung cũng có chỉ đạo mọi người là sẽ che chắn hậu vệ để có thể để cho em có khoảng trống để em băng xuống dứt điểm đầu. Thì bác cũng có quan sát khi em thi đấu giải vô địch quốc gia là em có lợi thế là em chơi đầu khá là tốt, vì vậy mọi người cũng rất là ưu tiên cho em khi tranh chấp. Khi bóng rời chân của Tiết Dung, em đã suy nghĩ như thế nào và tại sao mình lại quyết định chọn là cái thời điểm đó? Và khi bóng chạm đầu đang đa của Thái Lan thì em có nhìn rõ trái bóng không, hay là mọi thứ của em nó diễn ra như là một cái bản năng, hay là em rất là bình tĩnh để xử lý tình huống đó? Khi mà chị Dung đá phạt ấy, thì trước lúc đấy em cũng có gọi bạn Thùy là tiền vệ cánh bên đối, và chỗ Thùy thì cũng lại chủ động là gọi thêm chị Tươi, là hai người chắc chắn là sẽ áp vào để cho em khoảng trống rộng nhất. Một lớp như kiểu một lớp nhỉ. Thì em cũng rất là tự tin mà khi mà có người đồng đội đã chắn cho em như vậy, em đã vòng ra đằng sau hậu vệ rất là xa để em để có thể quan sát và phán đoán cái điểm bóng mà chị Dung đá được. Khi mà bóng mà cũng có chạm đầu của tiền đạo của đối phương là bạn Đăng Đa thì em cũng rất là thoải mái nhìn được cái tình huống đấy, vì khi mà em cắt bóng là em cắt từ đằng sau cắt lên chứ em không cắt thẳng vào gôn. Vậy chỉ có một tình huống là nếu mà em không cắt được thì bóng nó sẽ phải đi ra tận ngoài đằng góc đằng xa, vậy vì em bao ở ngoài vào rất là rộng rồi. Thường thường mình hay ghi bàn kiểu như thế không, hay là đây là một trường hợp đặc biệt? Thường thì ở câu lạc bộ các thầy cũng rất là hay cho em tập những bài như thế, đặc biệt là những quả góc, đá phạt góc thì em cũng thường bao những quả như vậy. Thế nên khi em thi đấu thì bác Trung cũng nhìn ra điểm đấy nên đã tập cho bọn em những bài đấy. Có thể là có nhiều huấn luyện viên người ta đưa ra cái làm sao nhãng cái tập trung để ý của đối phương. Thí dụ như là trước trận đấu người ta nói là những cái vận động viên chính thức ấy, thí dụ như đội Barcelona, Messi hôm nay đau chân mà chúng tôi không thể đá được, thế thì làm cho đối phương chủ quan. Thế và nhưng mà khi trận đấu thì là Messi lại có mặt. Và trong bóng đá thì bóng đá nữ chúng tôi cũng như vậy. Tất cả những cái đội ở trong khu vực Đông Nam Á phải nói người ta hiểu nhau nhiều lắm. Ta hiểu nhau, ta nắm nhau rất là chặt chẽ. Chính vì thế chúng tôi cũng có cái chiến thuật ở trong cái trận đấu đó. Và Hải Yến ấy là một cái con bài chiến thuật của tôi. Thế và cô đấy, đặc biệt cô đấy có một quả đánh đầu rất là tốt. Thế và tôi tin những cái trận đấu mà quyết liệt như thế thì Hải Yến sẽ tạo nhiều cái cơ hội bất ngờ cho đội. Thì đúng như thế thật. Thế và cái trận đấu thì tôi đã cũng gặp Hải Yến và tôi nói là trận này con không đá trước và con đá sau. Đấy là ý đồ chiến thuật của bác, và con phải vui vẻ với hết sức bình tĩnh, mà không bác cứ yên tâm, cháu tin tưởng bác và cháu sẽ làm theo cái lời bác. Thì khi mà bắt đầu đối phương cũng bắt đầu chững lại thì lúc ấy tôi tưng Hải Yến vào, thì rõ ràng là Hải Yến vào nó tác dụng rất rõ rệt. Thế nhưng mà các anh đã thấy đấy, cái trận chung kết đó thì là chính cái đánh đầu của Hải Yến và Tuyết Dung tạt thì đã ghi cái bàn thắng quyết định cho đội chúng ta vô địch. Khi tiếng gọi trận đấu vang lên thì cảm xúc của em như thế nào? Khi kết thúc trận đấu thì lúc đấy thì đúng là bọn em vỡ hòa cảm xúc rồi. Thì bọn em cũng đã bảo vệ được cái huy chương vàng, thì 2 năm trước bọn em cũng đã thực hiện được. Và lúc đấy mọi người chạy lại ôm nhau ăn mừng như thế, lúc đấy là cũng ra ăn mừng với cả khán giả. Lúc đấy chỉ biết là rất là vui thôi, mình không suy nghĩ được cái gì lúc đấy. Nhưng tại sao lúc đấy lại khóc? Khóc đấy à, tại vì lúc em các anh phóng viên có hỏi lý do em muốn gửi cái bàn thắng quan trọng này đến ai, thì lúc đấy em cũng chỉ nghĩ ra được em muốn gửi đến bà ngoại mình. Thì trong cái thời gian bắt đầu em bước vào sự kiện thì ở nhà bà ngoại em mất. Lúc đấy thì mọi người gia đình cũng mới đầu là giấu em không biết, nhưng mà vì sau thì bố em cũng bảo là thôi cứ nói cho em biết. Lúc đấy sau khi thi đấu xong thì em cũng chỉ nghĩ đến bảo
Em và bà thì có những cái sự gắn bó đặc biệt về mặt tình cảm không, và bà có thường xuyên theo dõi em thi đấu không? Bà ngoại đối với em thì sự là cũng rất là quan trọng. Thì từ bé khi mà em ở nhà nhỏ thì cùng bố mẹ em đi làm ở xa, em chỉ ở nhà với bà nội với cả bà ngoại. Những lúc mà bố mẹ không ở nhà ngoài bà nội thì em thường được ông bà ngoại đón lên nhà bố mẹ. Kể cả lúc em bắt đầu đi đá bóng, bố mẹ em cũng không muốn em ra đá bóng, thì mẹ em nghĩ là quê thôi, con gái lên học hành làm việc nhà thôi. Nhưng mà ông bà em thì cũng rất là thích thể thao, nên bà ông bà ngoại cũng rất là ủng hộ em theo bóng đá. Ra lại trước đó thì mỗi lần đi thi đấu thì có hay gọi điện thoại về cho bà không? Mỗi lần đi thi đấu nước ngoài về thì có hay mua quà về cho bà không? Em cũng có cái thời gian trước khi em mới thi đá bóng, với cả cũng như là thời gian mà em bắt đầu đá chuyên nghiệp, thì hầu như tất cả các trận đấu em mà có quay, ông bà ngoại đều ở nhà xem hết. Tình huống như thế nào hỏi ông bà đều biết hết. Em đi thi đấu ở các tỉnh và đi nước ngoài về thì mua quà về cho bà nội cũng như bà ngoại cũng như các cháu. Chắc chắn là bà trên cao cũng sẽ rất vui khi mà nhìn thấy cháu gái của mình thành công như vậy, đúng không? Và anh cũng rất thích một cái hình ảnh nữa của trận chung kết đó, đó là những cái hình ảnh ăn mừng rất là vui, rất là hồn nhiên của bọn em tung hết cả gấu bông lên trời. Ai là người đưa ra cái ý đồ đó và bàn nhau như thế nào? Có bàn nhau trước trận đấu không? Ra cái hình ảnh ấy thì cũng không phải là bàn nhau trước trận đấu đâu. Khi bọn em nhận huy chương xong vào đứng chụp hình, thì nếu mà em nhớ không nhầm thì cái người nghĩ ra ý tưởng đấy là bác Mai Đức Chung. Bác nó bảo là bây giờ tung gấu lên để chụp ảnh cho nó đẹp. Mọi người có các linh vật cũng như là cái máy bay ấy thì hay có cái gì tung hết cả lên. Các anh phóng viên gửi ảnh mọi người ôi sao đẹp thế. Nó là một cái hình ảnh đặc biệt của thể thao Việt Nam năm 2019 và một cái kỳ SEA Games mà lần đầu tiên chúng ta có được cả huy chương vàng nam và cả huy chương vàng nữ, đúng không? Và có cảm giác như là lúc đó bọn em bước sang một cái cuộc đời, một cái trang hoàn toàn mới, đúng không? Thành công này, được thủ tướng đón tiếp này, rồi sau đó là liên tục các nhà đài xếp hàng xin phỏng vấn, những cuộc talk show, rồi rất nhiều những sự kiện khác nhau. Em có cảm thấy vui về điều đó? Sự là khi mà bọn em bóng đá nữ mà được đón nhận như vậy, bọn em cảm thấy rất là vui. Vì cũng chắc đây là lần đầu tiên mà bọn em cảm thấy bóng đá nữ được chào đón và được gọi là biết đến rộng rãi đến như vậy. Bản thân em là một vận động viên bóng đá nữ, thì khi mà được các báo đài phỏng vấn thì em cũng cảm thấy rất là tự hào. Vì khi bọn em có thể nói lên những cái tâm tư cũng là truyền tải những hình ảnh của bóng đá nữ đến với cộng đồng rộng rãi hơn, cũng có một chút gọi là áp lực khi mà mình không quen với cả cái truyền thông với ống kính, không quen với cả những cái cuộc phỏng vấn, đúng không? Vâng. Nhưng bây giờ quen chưa? Cũng hơi nhưng cũng đặc biệt nhỉ. Bình thường thì anh đây là chức vô địch thứ 6 của đội tuyển nữ rồi, cũng không phải là lần đầu tiên rồi, cũng rất nhiều lần vô địch Đông Nam Á nữa, nhưng tại sao lần này thì lại có một cái sự thay đổi như thế? Em có biết là nguyên nhân tại sao không? Em thì cũng không lắm, nhưng mà bản thân bọn em cũng nghĩ là một phần là do bây giờ công nghệ người ta cũng phát triển rộng rãi, vậy các báo đài người ta đưa tin thì những người dân người ta cũng có thể tiếp cận một cách dễ dàng. Cũng một phần là trong cái chuyến SEA Games vừa rồi thì cả bóng đá nam cả bóng đá nữ đều tạo ấn tượng, vậy mọi người biết đến rộng rãi. Nó cộng hưởng cái niềm vui lại là nên nhân đôi vui hơn. Nhưng có một điều đặc biệt đó là ở SEA Games đó đội tuyển nữ được thưởng nhiều hơn đội tuyển nam, đây là điều lần đầu tiên diễn ra trong lịch sử.
Em có bao giờ suy nghĩ là tại sao như thế không? Bởi vì trước đây thì luôn luôn là nữ bị lép vế so với nam, lúc luôn bị so sánh so với nam, nhưng lần đầu tiên SEA Games 2019 vừa rồi, đội tuyển nữ được thưởng nhiều tiền hơn đội tuyển nam. Các chị em có bao giờ nói chuyện với nhau và đặt ra câu hỏi tại sao lại như thế không? Bọn em cũng có suy nghĩ là cũng là lần đầu tiên mà bọn em được thưởng nhiều đến như vậy. Nhưng bọn em cũng không rõ là sao, hay là vì các mạnh thường quân cũng như là các nhà tài trợ đã nhìn thấy cái sự cống hiến của bóng đá nữ và những cái phần thưởng đó là cũng là có sự xứng đáng đối với sự cống hiến của bóng đá nữ với nền bóng đá ở Việt Nam. Vậy thì số tiền, tổng số tiền thưởng của cái mùa giải năm đó nó có ý nghĩa như thế nào đối với bọn em? Khi mà bọn em có một số tiền lớn như vậy được trao và chia thưởng thì nó cũng là một cái gọi là một cái nguồn khá là lớn đối với bọn em. Bọn em lương vận động viên thì cũng không là cao, mà khi được thưởng như vậy thì cũng gọi là có sau những năm cống hiến thì cũng có một chút vốn để có thể sau này nếu mà bọn em không làm vận động viên nữa thì cũng có thể lập mà không cần phải đến sự giúp đỡ của gia đình. Em có thể chia sẻ bật mí một chút về số tiền cá nhân của em đã được nhận sau khi trừ đi tất cả những khoản thuế thì ở SEA Games đó mình được thưởng bao nhiêu tiền? Bọn em được nhận tiền thì cũng chia theo các mức, bản thân em thì cũng được loại A và cũng được khá khá. Tại vì cũng được thưởng thêm về tiền bàn thắng cơ. Số tiền cụ thể là bao nhiêu? Khoảng bao nhiêu? Cũng khoảng gần 1 tỷ. Bản thân em là được các mạnh thường quân là có thưởng thêm vì em là người ghi bàn thắng. Các bạn cũng được ít hơn em. Thế em có kế hoạch sử dụng số tiền đó như thế nào chưa? Anh thấy Yến không thay đổi nhiều. Anh đã về nhà Yến rồi. Nhà cửa thì cũng rất là giản dị, cũng đơn sơ thôi. Bản thân Yến cũng thế, không cầu kỳ trong cái chuyện ăn mặc. Anh thấy Yến vẫn như vậy, vẫn giống như trước khi em ghi bàn thắng vàng đó. Thì mình đã sử dụng số tiền đó như thế nào? Khi em được một số tiền lớn như vậy thì em cũng muốn giúp bố mẹ trang trải cuộc sống. Nhưng bố mẹ em thì cũng không yêu cầu nhiều, bố mẹ cũng chỉ khoảng mua những dụng cụ trong gia đình một chút chút thôi. Thì bố mẹ em cũng nghĩ là em con gái lớn trong gia đình thì cũng nên phải có vốn để sau này tự lập. Bố mẹ thì cũng không lo được nhiều vì bố mẹ em còn một em trai nữa. Thì bố mẹ em lo cho em trai, còn cái số vốn mà em khi em thi đấu em giành được thì bố mẹ em muốn em giữ lại để sau này em có thể tự lập riêng. Như anh thấy là sau cái cơn sốt SEA Games đó quay trở lại, ví dụ giải vô địch quốc gia lại thấy những khán đài trống vắng, không có nhiều khán giả quan tâm. Rồi ví dụ như thời kỳ khoảng 1-2 tháng sau SEA Games thì truyền thông cực kỳ sâu sát và theo bọn em từng bước. Nhưng đến lúc giải vô địch quốc gia diễn ra anh cũng thấy không nhiều báo đài đến và cũng rất ít những tin tức. Có vẻ như mọi thứ nó lại quay trở lại như cái vùng quay cũ. Vâng, thì sự là đối với bọn em thì cảm giác như vậy nó quen rồi, nó cũng không quá làm ảnh hưởng gì đến chuyên môn của bọn em nhiều. Trước SEA Games thì cũng bọn em thi đấu cũng vẫn như vậy, chỉ khi thi đấu trận quan trọng mới có một số báo đài đưa tin. Còn những cái trận mà không quan trọng hay là những trận mà với một đội được đánh giá thấp hơn thì cũng không được mấy báo đài để ý. Sau khi SEA Games thì bọn em cũng chỉ được đưa tin khi mà trên thời gian mà vẫn còn tham gia đội tuyển. Về câu lạc bộ, khi bọn em vào tập luyện trở lại để chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia thì cũng không có quá nhiều báo đài để tâm đến. Chỉ là một số tin tức cũng chỉ là liên quan đến chủ đề SEA Games thôi. Khi mà tham gia giải vô địch quốc gia thì em vẫn thấy nó không thay đổi. Không thay đổi gì nhiều đúng không? Nhưng về mặt chất lượng thì sao? Chất lượng của đội bóng bây giờ thì có sự cải thiện, có sự nâng cấp lên nhiều không? Sau cái thời gian đấy bọn em cảm thấy là các câu lạc bộ bây giờ đầu tư rất là nhiều.
ngày trước cái trình độ nó chênh lệch, ví dụ như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đá với Sơn La của Thái Nguyên đấy, sự chênh lệch nó khá là lớn. Nhưng mà sau cái SEA Games thì các câu lạc bộ cũng được đầu tư nhiều, vậy cái sự chênh lệch nó gần như là không không quá chênh lệch. Như giải cúp quốc gia bọn em đá thì Thái Nguyên còn thắng trước cả Thành phố Hồ Chí Minh. Xong là các lực lượng, các đội bây giờ các em được đào tạo chuyên sâu bài bản, cơ sở vật chất người ta tốt hơn. Tham gia thi đấu thì rất là căng thẳng, nó không còn nhàn như ngày trước. Anh cũng có thấy điều đó, và có vẻ như điều đó nó sẽ là cái chất xúc tác để cho thúc đẩy chung cái nền bóng đá của chúng ta đi lên tốt hơn, đúng không? Nhưng có một điều mà anh cũng đã quan tâm và tìm hiểu, hình như là chế độ của các tuyển thủ nữ sau SEA Games cũng chẳng thay đổi gì cả. Có thể là lên đội tuyển thì có chế độ đãi ngộ tốt, có tiền thưởng tốt, rồi có điều kiện tập luyện tốt, nhưng sau đó về câu lạc bộ thì lại ăn lương ba cọc ba đồng, và cái chế độ chính sách cũng không nhiều thay đổi. Điều đó đúng hay sai? Thật sự là cái đấy thì bọn em cũng không thể nói hết được, vì thường các câu lạc bộ nam thì người ta có nhà tài trợ chính thức, cũng như là câu lạc bộ người ta luôn chuyên nghiệp. Bóng đá nữ bọn em thường thì phải dùng ngân sách của các tỉnh, ngân sách nhà nước để nuôi. Vậy khi mà bọn em nhận lương thì cũng phải theo mức chế độ của nhà nước đã quy định. Chỉ trừ những câu lạc bộ nào mà có nhà tài trợ, như bọn em ở Hà Nội thì có bên phía công ty VTB tài trợ, các bạn ở Hà Nam có công ty Phong Phú, các bạn than thì có công ty than Việt Nam tài trợ, thì bọn em có được nhận tiền hỗ trợ thêm, người ta gọi là tiền tài trợ. Còn cái chế độ của nhà nước thì hầu như là các đội đều giống nhau hết, thì cái đấy là các bác lãnh đạo cũng có nói là cái này là quy định, các bác muốn nâng chế độ cũng không nâng được. Bọn em cũng rất là hiểu và cũng rất là cảm thông, với các bác cũng rất là quý mến và muốn bọn em có một cái thu nhập tốt, nhưng mà cái này thì do nhà nước quy định. Vì vậy thì cũng chỉ các bác lãnh đạo cũng chỉ biết là đi kêu gọi các nhà tài trợ, nếu mà câu lạc bộ là có nhà tài trợ thì có bọn em có thêm thu nhập. Ví dụ như bây giờ thu nhập của em một tháng mà bình thường tập luyện ở câu bộ thì sẽ là bao nhiêu một tháng? Bọn em bình thường lương một tháng thì nó rơi vào khoảng hơn 3 triệu, cộng với khoảng 6 triệu tiền ăn và cộng thêm tiền tài trợ nữa. Trên tài trợ thì được khoảng bao nhiêu một một tháng? Như bọn em rất may là các bác lãnh đạo có kêu gọi được bên chỗ công ty VTB tài trợ, tiền tiền tài trợ của bọn em khá là cao, và bọn em tiền nhưng mà tiền tài trợ bọn em cũng được chia theo các mức, như em thì cống hiến và cũng là chủ lực của đội phải được hưởng chế độ mức cao nhất là khoảng 7 triệu. Vâng, để lương của em cũng đồng dạng là cao nhất của đội, chế độ cũng khá là tốt. Có nghĩa là cũng chỉ xấp xỉ khoảng 10 triệu thôi đúng không? Vâng. Và đấy là cũng là may mắn khi mà Hà Nội có được nhà tài trợ, chứ còn ví dụ như những đội bóng khác mà không có được nhà tài trợ thì cũng rất là khó khăn đúng không? Quan trọng là cuối cùng là vẫn là cần đến những cái sự hỗ trợ của các nhà tài trợ đúng không? Và với bản thân em thì em suy nghĩ thế nào về điều này, và mình liệu bản thân các cầu thủ có nghĩ rằng là tự các bạn sẽ có cách nào đó để cải thiện, có thể các bạn chơi tốt hơn, có những quảng cáo cá nhân, hợp đồng cá nhân, rồi Hà Nội chơi tốt hơn thì sẽ có thêm những nhà tài trợ khác nữa, không chỉ là Watabe mà là nhiều nhà tài trợ khác, thì cuộc sống của em sẽ tốt hơn. Bản thân em là vận động viên, khi tham gia thi đấu bọn em cũng rất là muốn làm sao để câu lạc bộ mình giành thành tích tốt nhất. Không chỉ là thành tích, mà khi mà bọn em có thành tích cao thì mới có thể thu hút được các nhà tài trợ. Vì vậy mà khi bước vào thi đấu, bọn em rất là tập trung để có thể giành kết quả tốt. Không chỉ riêng em đâu mà tất cả các thành viên trong đội đều có suy nghĩ như vậy. Thì khi mà mình mà thi đấu không tốt, thì các nhà tài trợ hiện tại của mình nếu mà có một kết quả không tốt thì người ta cũng cảm thấy rất là lạ, khi mà người ta đầu tư mà mình lại không có một cái thành tích nào để người ta ghi nhận.
Các bạn thân mến, như vậy là đó là những chia sẻ rất thật của Hải Yến. Rõ ràng là SEA Games đã mang lại cho Hải Yến rất nhiều điều, sự thành công, được nhiều người yêu mến hơn. Và có thể là một phần nào đó cuộc sống của các cầu thủ nữ cũng đã thay đổi, đã tốt hơn. Nhưng có một thực trạng đó là khi mà những giải đấu lớn qua đi, họ quay trở về và họ vẫn phải chấp nhận với thực tại. Đó là những cuộc sống thực sự là khó khăn của các nữ tuyển thủ khi mà chế độ đãi ngộ không thực sự cao giống như những gì mà đồng nghiệp nam của họ được hưởng. Đó là những câu chuyện buồn của bóng đá nữ. Còn bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh mà chúng tôi giới thiệu về Phạm Hải Yến, một tuyển thủ nổi tiếng từ khi còn khá trẻ, 17 tuổi đã được lên đội 1 và ngay sau đó thì em đã có những vai trò nhất định với đội tuyển quốc gia. Làng Nghiêm Xá có một lớp học bóng đá đặc biệt do ông Kiểm huấn luyện. Suốt nhiều năm, dưới sân bóng làng này, ông đã đào tạo ra rất nhiều những tài năng bóng đá nữ, trong đó có Phạm Hải Yến. Tiền đạo đã ghi bàn thắng vàng giúp đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games năm 2019. Ông Kiểm đã qua đời, nhưng những lớp học trò thì vẫn không bao giờ quên ơn ông dìu dắt chỉ bảo. Từ sân bóng làng, Hải Yến được nhận vào đội trẻ câu lạc bộ nữ Hà Tây năm lớp 8. Từ đó, Yến về Hà Đông tập luyện và theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Sau khi sáp nhập Hà Tây về Hà Nội, cô đã tập luyện cùng với lứa trẻ của Hà Nội và đã cùng U19 Hà Nội giành được 2 chức vô địch U19 quốc gia liên tiếp vào các năm 2012 và 2013. Đặc biệt vào năm 2013, ngoài chiếc cúp vô địch, Phạm Hải Yến còn giành giải cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới với 7 pha lập công. Trên đấu trường quốc tế, Hải Yến cùng với đội tuyển U16 Việt Nam giành vị trí thứ 3 tại giải vô địch U16 Đông Nam Á năm 2009. Sau đó cô được phát hiện và gọi lên đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Trần Vân Phát vào năm 2011. Tại vòng loại Olympic London 2012, cô đã có trận ra mắt đội tuyển quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi. Hải Yến đã giành trọn bộ danh hiệu trong môn bóng đá nữ ở khu vực Đông Nam Á, gồm 1 chức vô địch Đông Nam Á và 2 huy chương vàng SEA Games. Năm 2020 vừa qua, Hải Yến đã được trao giải quả bóng bạc. Cô nhóc lớn lên từ sân bóng làng Nghiêm Xá ngày nào, nay đã trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá nữ Việt Nam. Các bạn thân mến, đó là những gì mà cô bé nhỏ nhắn của chúng ta Phạm Hải Yến đã giành được trong hơn khoảng 10 năm theo đuổi sự nghiệp bóng đá, một chuỗi thành tích mà có lẽ là tôi cũng phải ghen tị. 3 chức vô địch quốc gia, vô địch Đông Nam Á, 2 lần vô địch SEA Games, vua phá lưới, rất nhiều những danh hiệu khác. Thực sự khâm phục với những gì mà em đã đạt được trong vòng 10 năm qua. Và có lẽ là danh hiệu lớn nhất thì là quả bóng bạc năm 2020 vừa rồi nhỉ. Ngày hôm nay thì chúng ta rất là tình cờ khi mà anh và Yến cũng đã chọn cái bối cảnh chính là cái sân vận động của thôn Nghiêm Xá, đúng không? Có lẽ là khi em ngồi trên sân vận động này thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cảm xúc, những suy nghĩ về những cái ngày ấu thơ của mình. Hãy chia sẻ một chút với anh về những cái ngày đó khi mà em mới bắt đầu chập chững đến với bóng đá. Bản thân em khi mà mới bước đầu đến bóng đá thì cũng tại là sân vận động này. Em thì nhà thì cũng gần sân nên khi mới đầu em chỉ đi ra sân chơi. Xong là ở sân thì cũng có ông Kiểm, ông cũng rất là đam mê bóng đá. Ông là cựu chiến binh nghỉ hưu, ông cũng muốn là thúc đẩy phong trào thể thao của thôn. Ông muốn dạy bóng đá cho trẻ con ở quanh thôn, không chỉ nam mà cả nữ nữa. Vậy khi mà em còn nhỏ thì cũng rất là háo hức nhau là có thời gian là cùng rủ nhau tụ tập đi ra chơi đá bóng. Có những ngày mưa, ngày nắng vẫn cứ chơi miết ở ngoài sân. Nhiều khi cũng rất là sợ vì chơi mà chơi quá mà không chịu học về, bố mẹ cấm không cho đi chơi nữa. Nhưng mà tại sao lại thích bóng đá? Em cũng nhà thì không có ai theo gen bóng đá đúng không? Vâng, nhà em cũng không có ai theo bóng đá, nhưng mà chắc là tại do em tính cách mạnh mẽ rồi mà. Khi mà đi ra đây chơi thì em mình tự mình cảm thấy mình yêu thích, mình muốn theo đuổi, muốn chơi thôi. Anh nghe nói là hình như là cái mảnh sân này là đào tạo ra phải đến 5-6 tuyển thủ quốc gia Việt Nam rồi đúng không? Dạ. Ở đây thì bọn em quanh xã này có rất là nhiều lứa các chị cầu thủ lớn
đã tham gia được tuyển quốc gia, nhưng mà những người đầu là có cô Bích Liên, người sau thì có chị thủ môn Thu Trang, chị thủ môn Khánh Nhi, chị hậu vệ Nguyễn Thị Nga, chị tiền vệ Nguyễn Thị Thành, rất là nhiều. Thành nhỏ người nhỏ thấp thấp bé bé đấy à? Vâng. Đó là những huyền thoại mà đã khởi nghiệp ở cái sân này đây. Vâng. Và đó có phải là những cái mẫu hình ảnh hình tượng mà em nhìn thấy bác chị và em theo không, hay là em cứ yêu bóng đá một cách bản năng tự nhiên thôi? Vâng, khi mà ra sân chơi bóng đá thì bọn em cũng có được nghe kể về các chị thi đấu bóng đá rồi cả lên đội tuyển quốc gia, thì bọn em khi đấy trẻ con thì cũng rất là thích khi được nghe kể như thế, rất là ngưỡng mộ và cũng rất là muốn làm sao mình cũng muốn được như các chị đấy, có thể được góp sức thi đấu và được vinh danh. Cũng rất là suy nghĩ trẻ con ấy. Rồi kiểu như ngày trước ở quê thì bảo các chị đi thi đấu được ở trên thành phố, được lên thành phố thì cũng rất là ao ước được như các chị. Lúc đầu đến với bóng đá thì bóng đá có khó không? Mới đầu em theo bóng đá thì cảm thấy rất là mệt, và mình mới chơi hoặc đau chân cũng có lúc lảng lắm ạ. Nhưng mà khi mà ra sân chơi đông người thì lại vui, lại vẫn lại mặc dù đau chân một tí hoặc là mệt một tí nhưng vẫn cứ rủ là đi nữa. Nhưng mà mình chơi bóng đá, mình thích bóng đá là một chuyện, còn mình xác định bóng đá là một nghề nó lại là một chuyện khác. Vậy thì cái suy nghĩ mà chọn bóng đá là một nghề xuất hiện trong em từ khi nào? Khi mà bắt đầu em có suy nghĩ là theo bóng đá, cùng là khi có đội huấn luyện viên của câu lạc bộ Hà Nội có về dưới này để tuyển chọn vận động viên tham gia bóng đá chuyên nghiệp ở câu lạc bộ trên Hà Đông, thì lúc bấy giờ mọi người cũng rất là nhiều người đến để tuyển, cũng rất là nhiều các bạn bằng tuổi với em, thì em cũng có được sự động viên của ông Kiểm, là người hay dạy bọn em ở sân bóng đá này, thì cũng có nói là nếu mà muốn theo chuyên nghiệp thì phải xác định lên trên với các thầy các cô ở trên kia, và cũng nếu mà lên trên đấy rồi thì phải tập trung, coi như đây là một cái nghề của mình chứ không phải là chơi như ở dưới sân ở đây được. Vậy em cũng về cũng suy nghĩ thì, mình có tham gia hay không, vì lúc em đi thi thì bố mẹ em cũng rất là thương con, lúc ấy còn nhỏ bố mẹ cũng không muốn em đi vì em bé. Nhưng mà em cũng nghĩ là mình mới đầu chơi chỉ mình sự yêu thích của mình thôi, nhưng mà khi mà chơi rồi mà lại có lớp tuyển sinh thì đây cũng là một cái cơ hội của mình. Khi đó em nghĩ là nếu mà mình đi cũng có thể sau này có thể giúp đỡ được bố mẹ như là các chị. Nên em đã lúc đấy là khi mà đi tham gia tuyển sinh thì em cũng như là cố gắng hết sức mình để có thể đạt được sự tuyển chọn của các thầy cô. Chúng ta đã trải qua một cái đoạn câu chuyện tương đối dài về những kỷ niệm của em ở SEA Games, rồi những cái thành công sau đó nó đã thay đổi cuộc sống của em như thế nào, rồi cũng ngược thời gian quay trở lại với cái mảnh sân Nghiêm Xá này. Bây giờ là lúc mà có lẽ là Hải Yến cũng nên giới thiệu một chút về bản thân mình qua những câu hỏi rất nhanh của anh thôi, được không nào? Hải Yến là một người như thế nào? Em thì em ở đấy em là người cũng khá là vui tính, cũng có chút nhây nhây. anh thích cái nhây nhây đó đúng không? Nó nhây nhây đây nó gần như là một cái cá tính của mình đúng không? Vậy thì ưu điểm về mặt tính cách của em là gì? Ưu điểm của em thì gọi là hòa đồng, có chút là nóng tính. Ưu điểm là nóng tính. Vâng, nên cái nóng tính đấy của em thì nó mới trong cuộc sống, nó trong mới công việc. Thành ra cái nhây nhây anh. Thì nhiều lúc mình tức giận lên thì xong mọi người lại đùa lại, xong mình lại nhây lại. Còn những người mà không nóng tính, mọi người trêu mà không có phản ứng gì thì đấy cũng không thể nào mà hòa đồng lại được với mọi người được. Vậy thì tự mình nhìn thấy nhược điểm của mình là gì? Nhược điểm của em chắc là nhiều lúc hơi tự kỷ. Thì
Em thì cũng đúng là rất là hòa đồng với mọi người, thì rất là chơi với nhiều, nhưng mà những lúc một mình em cứ ôm cái điện thoại xong ngồi một xó. Em đấy quên chơi nhiều lúc, có lúc nào mà có người thì vui, rõ là vui, mà lúc nào mà không có ai thì sao, đúng là tự kỷ thật. Mỗi khi về nhà sau khi tập luyện cũng như là thi đấu thì em cảm thấy nó rất là yên bình. Về nhà thường thì nhà em có vườn, thì em làm vườn với bố mẹ, tưới cây hoặc là vun gốc rồi cho gà các thứ ăn đó. Em biết nấu ăn và nấu ăn cũng khá là ngon. Tủ là món gì? Món tủ của em là chắc là sườn xào chua ngọt. Năm đấy mới học lớp 8, thì ở trên đấy, trên Hà Đông thì cho người về địa phương thì để tuyển lựa cầu thủ trẻ. Quả thực thì lúc đấy Yến còn nhỏ, thì mà đưa cháu đi thì cũng lo lắm, sợ rồi cháu ra ngoài sống tự lập thì chưa quen, xa bố mẹ thì cũng lo lắm. Thế nhưng mà vì Yến là ham mê mà lại được các thầy các cô chọn thì tôi cũng đành mang cháu lên gửi gắm các thầy cô trên trung tâm thôi. Cũng có thời điểm Yến đi đá bóng, có thời điểm đấy tôi cũng không rõ là vào cái năm nào mà cháu đá ở trong thành phố ấy, thì tự nhiên là cháu thì nó không gọi đâu, nhưng mà có đứa bạn nó gọi về là cô động gọi điện động viên cho Yến nghe, nó phải nói chán nản lắm, thì là ở nhà cũng gọi điện động viên cho cháu là bây giờ con đã theo cái nghề quần đùi áo số của con rồi, thì bây giờ đã va chạm thì là con cứ cố gắng con đứng dậy để con đi tiếp, chứ bây giờ con mà dở dang con về con học cũng khó lắm, bây giờ đã đi rồi về xin quay lại nó cũng khó, là con cứ theo cái nghề của con đi, thì là con cố gắng ở nhà, không có gì phải lo, ở nhà đã có bố mẹ ở nhà rồi. Sự là trong cái quãng thời gian đấy là em đang đi thi đấu, em cũng gặp khá là nhiều áp lực khi mình là cầu thủ trẻ và thi đấu cùng các chị lớn, cũng rất là mình ảnh hưởng tâm lý nhiều và cũng cảm thấy mệt mỏi ấy. Nên thành ra tập luyện thường hay bị nhắc nhiều nên mình cũng cảm thấy có phần nhụt chí, nên cũng có quãng thời gian đó là em cũng muốn nghỉ, nhưng mà bố mẹ cũng như là bạn bè cùng câu lạc bộ cũng như các thầy cô cũng có động viên và cũng có nói là những cái nhắc nhở, và đấy là trong thời gian thi đấu thì huấn luyện viên người ta thường hay có những cái áp lực riêng nên cũng phải đè nặng tâm lý lên vận động viên. Vậy sau khi được giải thích thì em cũng đã hiểu ra và cũng tự động viên lại bản thân mình và làm sao để khắc phục lại mình và nỗ lực hơn, chứ không nghĩ đến việc nghỉ nữa. Yến là sống tự lập, kiểu như là những cái gì mà cái khó khăn ấy Yến ít khi nói với bố mẹ, toàn cam chịu tự ấy, không kiểu như là không muốn bố mẹ phải bận tâm đến mình nhiều, sợ là bố mẹ là cho con đi rồi no xong lại nếu mà mọi khó khăn lại nói với bố mẹ thì bố mẹ lo thêm đấy, là Yến tự lo hết. Con gái thì nó chỉ có thời thôi, thì con bây giờ con xem tình hình như thế nào, mà nếu mà có anh nào mới hỏi đấy thì rút được nghỉ thì xin được nghỉ thì là thôi cứ đi lấy chồng, chứ còn đâu đến lúc rồi nó lại quá tuổi ra nó cũng khó. Ở nhà quê các bạn của cháu là toàn 20 cả 3 rồi. Thì cũng chỉ mong Yến là học xong hoàn thành chương trình học này, có sức khỏe thi đấu tốt, cũng mang cái sức nhỏ nhoi của mình cống hiến cho Tổ quốc. Quan điểm của em thế nào về tình yêu? Em thì rất là thoải mái, tình yêu thì lúc nào nó đến thì nó đến, mà làm sao cái mối quan hệ của mình nó được thoải mái nhất. Mẫu bạn trai lý tưởng của em là gì?
Bạn trai lý tưởng của em thì cũng không có cái điều kiện nhiều. Nói chung là em chính là người làm mà hiểu và thông cảm cho cái nghề nghiệp của bọn em. Vì năm nay đã 27 tuổi rồi. Rung động lần đầu tiên là khi nào? Trước người khác giới. Chắc là tại em tính cách mạnh mẽ nên mỗi lần mà nói chuyện với các bạn ấy cũng dạng như là cái là bạn trao đổi bình thường cũng không có nghĩa đến bây giờ mình cũng chưa chính thức yêu ai. Vâng. Có thấy sốt ruột không? Bố mẹ có hay giục không? Mà em suy nghĩ thế nào về điều này? Em thì thấy bình thường, bố mẹ em thì cũng là cái cũng rất là hiểu em. Thì ở nhà các bác cũng nói là 26, 27 tuổi ở nhà bình thường các bạn có con hết rồi. Sao ở nhà chưa lấy chồng các thứ thì mọi người cũng còn nói, thì bố mẹ em cũng có trả lời là giờ nó vẫn còn đang thi đấu. Với cả việc học hành công việc cũng chưa đến đâu thì bây giờ lập gia đình thì làm gì, nên bố mẹ em cũng khá là hiểu. Nhưng sau SEA Games vừa rồi thì rõ ràng Yến là một ngôi sao và có nhiều lời đề nghị làm quen không? Em thì cũng có rất là nhiều lời đến kết bạn các thứ ở trên Facebook cũng như là trên mạng xã hội. Em thì những người bạn đấy thì em cũng vẫn kết bạn, thì người ta cũng chủ yếu là hỏi về chuyện tập luyện cũng như là bóng đá chính, thì người ta cũng xem mình thi đấu, người ta cũng biết là mình là vận động viên, cũng không có nhiều người quan tâm đến vấn đề tình cảm. Có một câu hỏi bí mật là trong suốt những năm qua nhận được bao nhiêu lời tỏ tình Em chưa nhận được lời tỏ tình thế nào. à? Cũng hơi bất ngờ đấy nhỉ, nhỏ nhắn xinh xắn và nói chuyện rất là dễ thương, rất là có duyên. Các bạn thân mến, như vậy là Hải Yến của chúng ta đến thời điểm này thì vẫn chưa yêu ai và cô ấy cũng chưa nhận được một lời tỏ tình nào cả. Hy vọng rằng sau chương trình này thì sẽ có nhiều người có thể hiểu được Yến hơn và quan tâm đến Yến hơn, đúng không ạ? Và hy vọng điều đó cũng sẽ mang lại những niềm vui cho những nữ cầu thủ, cho những cô gái chúng ta, những người đã phải hy sinh rất nhiều về công việc bóng đá để có thể theo đuổi được niềm đam mê và mang lại rất nhiều vinh quang cho Tổ quốc. Các bạn thân mến, để thực hiện chương trình ngày hôm nay thì tôi có một món quà đặc biệt dành cho Yến. Ngày hôm nay là chương trình mà sẽ được lên sóng vào dịp 8 tháng 3 và rất tình cờ tôi có một người bạn, một người em đang có mặt ở đây. Và ngay sau đây, nhân vật chính, không phải nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật chính là Hải Yến. Nhân vật phụ của chúng ta sẽ xuất hiện và cũng sẽ là một câu chuyện thú vị. Xin mời Văn Thị Thành. Xin chào anh. Chào em, lâu lắm mới gặp lại. Hải Yến nhá, lâu lắm mới gặp anh em. Lý do vì sao Thành lại có mặt ở đây ngày hôm nay? Dạ, cũng là tình cờ thôi, em cũng lên thăm bố mẹ Yến cũng như là trong thời gian mà đang nghỉ dịch bọn em đang tập online thì cũng lên thăm gia đình và qua chúc sức khỏe bố mẹ Yến cũng như là em Yến. Đã, hai chị em chơi với nhau lâu chưa? Và lý do nào mà lại gắn kết hai chị em ở khoảng cách nhau cũng phải đến 9 tuổi nhỉ? Vâng, chắc có lẽ là bóng đá nó sẽ làm chúng ta gần gắn bó với nhau hơn, thì cũng tình cờ thôi, thì chị em cảm thấy là nói chuyện hợp, rồi cũng đi ăn uống thì sau này thì cũng có công việc gì thì là hỗ trợ cho nhau. Vậy thì trong mắt Thanh Yến là một nữ cầu thủ như thế nào và một cô gái ngoài đời như thế nào? Vâng. Chắc mọi người cũng biết là kể cả như là nhìn em để mái tóc rất là cá tính đúng không? Trên sân thì rất là dũng mãnh, ra ngoài thì là một cô bé là phải nói là nấu ăn ngon và rất là biết quan tâm đến người thân trong gia đình và chính bản thân em vậy thôi. Còn với Yến thì sao? Chị Thanh là một người chị như thế nào? Em thì quen Thanh cũng được một thời gian khá là lâu, từ năm 2016 mà khi chị Thanh là trợ lý huấn luyện viên đội tuyển, em là vận động viên đội tuyển, thì khi lên tập tham gia cùng đội tuyển thì nói chuyện cũng như là Thanh cũng chỉ bảo cho em khá là nhiều trong cái chuyên môn. Sau này mà chị Anh không tham gia đội tuyển nữa thì hai chị em cũng vẫn giữ liên lạc và nói chuyện với nhau. Chị Thanh thì cũng rất là quan tâm, cũng như là
khá là có nhiều lời khuyên cho em đối với chuyên môn, thì chị là một huấn luyện viên. Vì vậy mà khi có vấn đề khó khăn thì em cũng hay hỏi ý kiến của chị ấy để làm sao hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Cũng giống như anh đã trao đổi với Yến trong toàn bộ chương trình vừa rồi, Văn Thị Thanh có thể nói là người đã trải qua một quãng thời gian dài với bóng đá Việt Nam. Em cũng đã tận hưởng tất cả những niềm vui, những nỗi buồn, những sự vinh quang và có những cả sự cay đắng. Vậy thì nhìn lại tất cả mọi thứ trong chính cuộc đời mình thì có lời khuyên cho Yến thì em sẽ nói gì? Là một người gọi là đi trước thì cũng đúc kết ra nhiều, và bây giờ thì em cũng đã trở thành một huấn luyện viên và làm trong nghề cũng được khoảng 10 năm rồi. Mình hãy tận hưởng là có một lời khuyên, cũng không dám nói là lời khuyên mà để có thể định hướng cho em tốt nhất, nhưng mà từ cái kinh nghiệm rút ra thì là mình cố gắng làm sao khi mình được, đang còn là cầu thủ hãy trải nghiệm và cố gắng làm sao thi đấu và tích cực là tập luyện hết mình để làm sao cống hiến cho chính câu lạc bộ mà mình đang theo đuổi, và cũng như là chinh phục những cái đỉnh cao mới, và luôn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để làm sao mình nghĩ cho cá nhân mình để biết đâu sau đó một ngày mình lại trở thành một cái huấn luyện viên, mình lại gieo những cái mầm sau này để cho các những cái nhân vật mới, những cái phiên bản khác như là Hải Yến hay là Huỳnh Như hay là Viết Dung để có cống hiến cho bóng đá nước nhà ngày một phát triển hơn. Rất là sâu và rất là xa nữa đúng không ạ? Vậy còn tư vấn về mặt cuộc sống bên ngoài thì sao? Làm thế nào để có được một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống viên mãn với những nữ cầu thủ? Em cũng nói chuyện với cả các vận động viên của em mà đang thực hiện huấn luyện, cũng như là Yến là người cũng gắn bó với em cũng rất là lâu rồi. Thì khi mình là cầu thủ ấy thì không nhất thiết là mình chỉ quay quẩn chỉ trong mỗi là quả bóng không, mà mình phải học rất nhiều thứ là kỹ năng cần thiết là để có thể sau này mình có thể là cuộc sống. Nhưng kỹ năng cần thiết đó là gì? Ngoại ngữ. Hai nữa là vi tính, là một cái kỹ năng rất là cần thiết. Và những cái thời gian mình rảnh mình có thể là mình học để mình có thể trau dồi chính bản thân mình. Và nữa là khi ra ngoài mình luôn luôn chuẩn bị là một cái như thế này để chuẩn bị ra một cái hành trang mới để cho cuộc sống, và luôn quan tâm đến gia đình và có những sống giữa cân bằng giữa công việc và cuộc sống để làm sao mình có thể là hòa nhập với cuộc sống được tốt hơn. Vậy thì Yến, mục tiêu sắp tới của em sẽ là gì? Em sẽ vượt qua người chị của mình và cố gắng giành được nhiều đỉnh cao hơn nữa trong công việc đúng không? Vượt qua cái đỉnh cao này là cũng hơi khó đấy. Em thì mục tiêu sắp tới của em cũng đặt ra mục tiêu khá là lớn. Đối với cả câu lạc bộ thì bọn em cũng rất là muốn là có thể giành được chức vô địch trong năm 2021. Bọn em đều về nhì, nên năm nay năm 2021 thì bọn em đặt mục tiêu là làm sao có thể đem được chức vô địch về Hà Nội. Cũng như là đối với đội tuyển quốc gia thì bọn em cũng muốn là bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á cũng như là vô địch SEA Games, và hướng tới xa hơn nữa là bọn em muốn lần đầu tiên đội tuyển có thể có một suất tham dự World Cup. Đó cũng là sự day dứt của thế hệ đi trước đúng không? Cũng đã bị trượt mất cái suất đi dự vòng chung kết World Cup, nó cũng là mục tiêu rất là lớn. Và anh chúc cho Hải Yến sẽ đạt được những mục tiêu của mình, cùng với đó là sẽ nỗ lực sửa khỏi không ngừng, giống như gì mà Văn Thị Thanh đã chia sẻ và khuyên bảo em đúng không? Hôm nay là ngày 8 tháng 3, một ngày rất đặc biệt, và anh cũng muốn thay mặt cho chương trình gửi những phần quà đến những người phụ nữ của tôi ở đây đúng không ạ? Các bạn thân mến, như vậy là chúng tôi vừa trải qua một cuộc gặp gỡ rất thú vị với Hải Yến, nhân vật chính của ngày hôm nay, và có sự xuất hiện của Văn Thị Thanh nữa. Đó lẽ đó một trong những cuộc gặp gỡ cực kỳ thú vị của Phương Nam Show. Chúng ta đã được lắng nghe câu chuyện của Hải Yến, một cầu thủ nhỏ bé xuất hiện từ những vùng quê rất là hẻo lánh như thế này và đã đến với bóng đá đỉnh cao và mang lại rất nhiều niềm vui cũng như là sự vinh quang cho bóng đá Việt Nam. Chúng ta cũng đã được nghe những câu chuyện về bạn ấy, về những cầu thủ trưởng thành từ những cái sân vận động tưởng chừng như rất nhỏ bé như thế này. Chỉ mới cái sân vận động này thôi, chúng ta cũng đã có tới 5-6 tuyển thủ quốc gia đã xuất hiện từ đây. Và tương tự như thế là những câu chuyện của Văn Thị Thanh, những sự chia sẻ, những sự đóng góp hết sức hữu ý. Một chương trình có thể nói là tuyệt vời trong ngày lễ 8 tháng 3, một ngày mà chúng ta dành để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam.
Và để thay mặt chương trình, chúng tôi cũng có những món quà đặc biệt gửi tới Văn Thị Thanh và Phạm Hải Yến. Chúc ba các bạn sẽ luôn trẻ trung xinh đẹp, luôn giữ được cái niềm đam mê của mình để cống hiến nhiều hơn nữa cho bóng đá Việt Nam. Và chúc các bạn cũng sẽ có những cuộc sống riêng thực sự hạnh phúc với những niềm đam mê của mình. Và xin mời đại cán. Các bạn thân mến, Phương Nam Sâu cũng xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Để tiếp tục theo dõi những video chất lượng đến từ kênh Đặng Phương Nam Official thì xin mời quý vị và các bạn hãy subscribe nút ở bên dưới màn hình. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện bóng đá, những câu chuyện hậu trường, những màn phân tích về mặt chuyên môn và những lát cắt sâu về mặt chuyên môn của cá nhân Phương Nam cùng với những vị khách mời.